chia sẻ cách chọn kích cỡ di chuột nha. Mình cứ rờ mình thấy sướng vừa tay là mình hái thôi. Ôi cái này cũng ngon nè, lấy cái này nha. Rễ rất là sạch, trồng thủy canh rất là sạch mà mình có thể ăn thử luôn tại chỗ luôn nha. Rau sạch, rau sạch. Nghe các chị làm ở đây quảng cáo là cái xà lách này sẽ rất là giòn. Rồi, ok. Đã ha. Tất cả đều được trồng thủy canh hết. Từ một cái rễ rất là nhỏ lên cây dưa chuột rất là lớn luôn. Xum xuê trái. Mình cứ rờ mình thấy sướng vừa tay là mình hái thôi. Các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy không? Khoảng chừng 18 phân. Bóp rất là chắc, thường thì mình không, mình nói thật chứ không phải nói giỡn, là mình lựa dưa chuột mình hay bóp. Nếu mà cái dưa chuột nó chắc á mình sẽ lựa chọn, tại vì nó không có bị rỗng ruột, nó không có quá nhiều nước. Ok. Ăn thử trái nha. Mình thấy là nó rất là sạch. Đúng rồi, không cần quảng cáo. Rất là ngọt luôn nha. Cảm giác nó rất là fresh, rất là mát lạnh và nha, rất là ngọt, juicy. Ok. Ở Green Box Cafe này có trồng rất là nhiều cà chua bi. Nhìn rất là ngon. Để mình ăn thử cái. Thực sự là cà chua ở đây rất là ngon. Nó không khác gì những cái loại cà chua mà mình đã từng được ăn ở Ý hoặc là ở Nhật. Nó rất là ngọt. Ủa anh có được nhận tiền quảng cáo ở đây không vậy? Không. Nãy giờ thấy anh có đang hư cấu. Ăn thử đi rồi biết. Ăn thử đi rồi biết. Thực sự là rất là ngọt. Nó giống như trái cây vậy chứ không phải là cà chua nữa. Bây giờ cắn mà nó phọt nước ra nữa mới mắc cười á. Tiếp. Mà nó rất là thơm luôn. Dâu rất ngọt, rất là thơm. Này trẻ con đến chơi rất là hay. Dâu sạch mà. Mấy cái dâu vớ vẩn em mua ở chợ ấy, nó không mùi. Dâu đỏ là dâu qua chơi, mà dâu bị đá. Mà mua này con đợi cho mua một bữa nhé. Toàn bộ dâu Trung Quốc luôn. Rất là ngon. Đây là dâu giống Hàn Quốc, nếu mà các bạn có thể đến Green Box Cafe các bạn sẽ thử ở đây, dâu rất là thơm, rất là ngọt. Chứ còn mấy cái vườn dâu mà mời hái giữa đường thôi đừng có vô nha. Nhớ nha, Green Box Cafe. Green Box Cafe quảng cáo luôn. Hôm nay mình sẽ làm thêm một cái món ăn kèm với, tất nhiên là bạn có thể ăn với cái gì cũng được hoặc là ăn không cũng được. Đây là một món salad rất là đơn giản khi mà có thể làm được tại nhà. Nguyên liệu của mình á, thì các bạn có thể sử dụng rất là nhiều loại rau củ khác nhau mà có thể ăn sống. Mà cái nguyên liệu chính của mình là dùng ở đây là giấm balsamico của Ý. Đây là một trong những cái loại giấm rất là nổi tiếng của Ý khi mà được làm từ nước nho lên men. Nó cho một cái hương vị rất là đặc biệt, nó dịu và nó không có bị gắt chua giống như là giấm gạo hay là giấm táo hay là các loại khác. Mình nghĩ là chắc là rất là nhiều bạn đã biết cái loại giấm này rồi, nhưng mà làm theo cách của mình nó sẽ khác. Đây là rau củ mình đã rửa sẵn rồi, gồm có rau xà lách lúc nãy là mình đi hái ở tận vườn luôn. Mình sẽ thêm vào một ít dưa chuột. Tất nhiên là nó sẽ có một số trick để mà bạn sử dụng dao, ví dụ như là để cho giữ dao nó không cắt vào tay, thì thay vì bạn để cái ngón tay giữ như thế này, đúng không? Thì các bạn sẽ phải để cái phần thân của ngón tay thò ra sẽ đỡ vào cái phần thân dao, thì bạn sẽ không thể nào cắt vào ngón tay của mình được. Phần thân của ngón tay cũng là cái chỗ để bạn tì để mà xác định cái độ dày của cái miếng mà bạn muốn hái ra. Rồi sau đó thì cho thêm một ít cà chua. Cà chua này lúc nãy mình hái ở vườn cũng rất là ngon, ăn giống như trái cây vậy, cực kỳ ngọt luôn. Sau đây mình sẽ làm cái phần sốt cho salad. Trước tiên mình sẽ phi một ít hành với dầu cho nó sẽ thơm lên.
lúc chờ cái chảo này nóng, mình sẽ pha cái phần sốt này. Tất nhiên là thành phần chính của mình vẫn là giấm balsamic nha. Mình cho vào khoảng một chén trà giấm thôi, một ít đường sẽ khoảng 2 thìa. Nếu mà bạn nào thích ăn ngọt hơn chút xíu thì có thể cho thêm một chút. Mình sẽ cho khoảng nửa chén trà dầu ô liu vào. Thực ra vì dầu ô liu nó rất là tốt cho sức khỏe, nó không có ảnh hưởng nhiều, cho nên bạn nào thích thì có thể cho nhiều hơn cũng được. Rồi sau đó mình sẽ đánh đều cái hỗn hợp này lên. Các bạn thấy là cái thành phần làm sốt này nó rất là đơn giản, không có cái gì phức tạp hết trơn á. Còn cái việc cái chuyện là cho định lượng bao nhiêu là nó sẽ gia giảm tùy theo khẩu vị mà bạn muốn. Ở đây mình sẽ cho một ít dầu hành vào cho nó thơm. Dạ. Cái này chỉ cần đảo một chút xíu cho hành nó chín mềm, nó đỡ bị hăng thôi là đã cho vào rồi. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại hành nào cũng được để cho nó thơm. Có thể là hành tím, hành trắng, củ lớn. Rồi khi đã có mùi thơm thì mình tắt bếp và mình cho chung vào với cái dung dịch sốt mà mình đã làm lúc nãy. Mình đánh đều để cho cái dầu ô liu với lại cái giấm nó trộn đều với nhau nha. Tại vì thường á, cái dung dịch dầu ô liu nó rất là đặc, cho nên nếu mà đánh không kỹ á, thì nó sẽ bị tách hai lớp ra, lớp dầu lớp giấm nó khác nhau và vị nó sẽ không ngon. Nên đánh đều tay chút xíu thì cái dầu và cái giấm nó sẽ hòa tan với nhau hơn. Sau đó thì cho hỗn hợp sốt vào và mình trộn đều toàn bộ lên. Cái này các bạn trộn xong rồi để cho nó nghỉ khoảng 5 phút xong lại trộn một lần nữa, thì lúc đó rau và các loại củ nó sẽ ngấm đều sốt hơn và nó sẽ mềm hơn chút xíu so với ban đầu. Để cho cái món salad này nó có thêm mùi vị mà bùi béo chút xíu, các bạn có thể cho thêm hạt óc chó hoặc là hạt thông. Xin miếng nha. Ngon hơn thịt bò rồi. Anh em vào ăn đi. Hôm nay ăn này là đã rồi này. Mà mình mua từng lấy rau được. Hết rồi. Thử đi. Chắc chắn là phải ngon. Đấy là nó chưa ngấm hết nhá, ngấm hết còn ngon hơn. Yeah.